Bây giờ thì quan trọng nhất và duy nhất được nghĩ tới đó là tiền. Kiếm tiền trước đi, rồi làm gì thì làm. Tiền ơi, tiền rơi bị bà để bà gửi ngân hàng chứ bà sẽ không ăn. Hello Annabelle. Annabelle đã béo cái đầu anh đó. Tránh ra đi. Annabelle. Annabelle. Sáng ngày ra ấy, mặt câu có tới kia có mà đen cả ngày à? Cười cái coi. Ăn đi. Ai thèm ăn đồ dư thừa của anh? Gớm. Ồ, con mới mà. Annabelle. Cô không ăn là tôi ăn hết đấy nhá. Annabelle, ăn đi mà. Mới sáng sớm ai đã gọi mình rồi ta? Nam Phong, tôi chết rồi. Sao tự nhiên lại gọi cho mình nhỉ? Alo, Nam Phong à? Mình đây, chị đang ở đâu đó? Mình đang ở nhà. Sao vậy? Có chuyện gì không? À, không có chuyện gì đâu. Mình gọi để hỏi xem chị đã đi làm chưa đó mà. 8:30 mình mới đi làm. Mà nè, Phong gọi mình sớm như vậy, chắc có chuyện gì quan trọng đúng không? Chị có nhớ ngày xưa mình hay đi học với nhau không? Lúc đó mình có chơi trò băng qua đường đi bộ á. Mà thôi, để khi nào gặp mình sẽ kể cho chị nghe sau nha. Nam Phong nè. Hả? Mình đang nghe đây. Bao giờ Nam Phong rảnh, mình có chuyện này muốn nói với Phong. Ok, vậy lát nữa họp xong mình nhắn tin cho chị nha. Ok, bye. Ok, bye bye. Cố lên, mình sẽ giải quyết gọn gàng vụ này. Hello anh Tùng. Anh đã sáng chưa ạ? Tôi hôm qua ăn sáng, tôi đang giữ eo. Em biết thế nên là mua cà phê cho anh đây. Thôi tôi muốn cà phê, mấy nay mất ngủ quá trời, hai mắt thâm quầng như ông cú vậy á. Thôi mà, chẳng mấy khi em mời, anh uống đi cho em vui lòng, nhá. Trời, cô mới trúng số hả? Hay là mới câu được đại gia 76 tuổi? Chúc mừng nha, ông đó sống tới 100 tuổi lận á. Thôi, anh uống đi. Hello mọi người. Hello Minh. Em chào chị. Minh ơi, Yến mua cà phê cho Minh đây này. Em cảm ơn. Mà cái đấy bao nhiêu để em trả? Có đáng bao nhiêu đâu, uống đi, Yến mời mà. Dạo này chị cứ lạ lạ nhá. Mà xưng hô thì cũng... Lạ cái gì mà lạ, người ta nói bao nhiêu lần rồi, đổi cách xưng hô đi, hơn nhau có bao nhiêu tuổi đâu. Có chị em, nghe thì ghê quá. Uống đi Minh nha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Xin chào anh Minh Huy đẹp trai siêu cấp vô địch. Em với anh uống cà phê. Cô em định vay tiền anh đúng không? Anh không có tiền cho cô em vay đâu. Sai lầm rồi em ơi. Anh ấy trên tăng dưới ca tút thì làm sao mà có tiền cho em vay được. Anh lúc nào đùa đấy là vô duyên ý. Đấy là có duyên ý. Em chỉ mời anh uống cà phê thôi. Hoàn toàn miễn phí, không hề mất tiền gì cả. Thật không? Thật. Anh uống đi. Ghét quá. Có một sự kỳ lạ không hề nhẹ. Cô ta bỏ gì vào đây sao? Annabelle, cô uống cà phê đi. Nè Phiến, tôi cũng buồn ngủ quá. Tôi cũng uống cà phê. Nếu mà chị buồn ngủ ấy, thì có thể đi ra ngoài rửa mặt hoặc là đứng lên chạy vài vòng quanh văn phòng là tỉnh ngủ ngay.
Cô hay quá ha. Có tiền bao chai uống cà phê. Còn chị cô há hốc mồm ra không có giọt nào. Đâu có đâu. Em cũng định mua cho chị mà. Chẳng qua là em hết tiền chứ bộ. Ừ, đúng rồi, hết tiền. Tiền bao chai hết trơn à. Bao chai cái đầu chị. Tôi đang đầu tư cho tương lai của mình mà. Đủ ngốc. Good morning mọi người. Dạ, cảm ơn sếp. Ôi, cô Phong đã xuất hiện rồi. Cơn gió độc sẽ phọt ra những lời độc địa gì nữa đây. À, 10 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp giao ban. Mọi người chuẩn bị nha. Dạ, dạ sếp. Dạ. Ok. Vậy là chỉ còn 85 ngày nữa thôi. Cố gắng lên, sắp thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi. Còn cái kẻ tâm thần phân liệt đa nhân cách kia. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không nhường nhịn anh nữa đâu. Anh tưởng là tôi ngu hả? Tôi cũng là võ An Chi, trí tuệ siêu đẳng, có biết không hả? Cục phòng đang ghét, đâm chanh chết luôn. Sao đó anh cứng vậy? Một thời trang. Tôi muốn xây dựng chuyên đề về những anh chàng thành thị và gu thời trang theo xu hướng metrosexual. Ngày nay việc ăn bận thời trang không còn là metro dành riêng cho phái nữ nữa. Gì vậy? Bằng chứng cho thấy là càng ngày càng nhiều thương hiệu thời trang dành cho nam giới ra đời. Ngay cả những thương hiệu nổi tiếng xưa nay như là Dior, Comme des Garçons vốn dành cho phái nữ cũng bắt đầu phát triển thêm những mảng thời trang dành cho nam giới. Ôi má ơi, mình đang lạc vào hành tinh nào đây? Mọi người đang nói cái gì vậy? Sao mình không hiểu gì hết trơn vậy nè? Đây không phải là chủ đề mới ở các nước phương Tây, nhưng mà ở Việt Nam, tôi thấy việc ăn mặc của các phái nam đang giành được sự quan tâm rất nhiều. Hãy cho tôi thấy những tiếp cận mới mẻ hơn, thay vì chỉ liệt kê ra những thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng biết. Dạ. Tiếp theo, chị Hà Đỗ, chị có idea gì mới không? Tôi đang nghĩ về chủ đề các trang phục trong phim. Hiện giờ nhiều bộ phim đang bắt đầu đầu tư cho trang phục. Không chỉ bắt kịp với xu hướng mà còn có thể tạo ra một xu hướng thời trang rầm rộ khi phim công chiếu. Ví dụ như vừa rồi có bộ phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu đã xử lý rất tốt vấn đề thời trang trong phim qua việc sử dụng các mẫu thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước như Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang, kết hợp với các thương hiệu cao cấp như là Bottega Veneta, Vivek Kelvin. Bottega gì vậy? Lên bài xu hướng retro, tổng hợp từ các phim và so sánh những celeb mặc đồ retro khi đi event, hoặc là dự đoán những biến tấu từ phong cách retro cổ điển. Tôi có chuẩn bị một số ví dụ, anh xem thử nha. An Chi. Dạ. Bật projector lên. Projector. An Chi. Dạ. Mở máy chiếu lên giùm chị. Máy chiếu. Dạ. Cái này là đèn laser chứ không phải remote máy chiếu. Dạ. Máy chiếu. Tôi có cần nhắc lại một lần nữa cho cô biết không? Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc linh tinh như thế này nữa. Thôi được rồi, mọi người cứ tiếp tục triển khai những vấn đề đã thống nhất. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào cuộc họp sáng mai. À, ai là người ghi lại biên bản cuộc họp vậy?
Tôi ạ. Làm xong mang qua phòng tôi nha. Dạ. Cô bé tóc xù, ngày hôm nay cô là hề hước lắm luôn á. 1000 like. Cô đang làm gì vậy hả? Cô đã chính thức bị lừa. Nè, bọn thấy trò này vui lắm không? Tất nhiên rồi. Mà này, tại sao cô lại sợ sếp Nam Phong dạy hử? Cái gì chứ, mắc gì mà phải sợ anh ta hả? Lại bảo không sợ đi. Bình thường thì mồm mép luyến thắng, nhún nhảy như con run. Mỗi khi gặp sếp Phong á, lại y như rằng á, co lại như con rán. Ừ? Sao thế hả? Sao mỗi khi gặp sếp Nam Phong cô lại mất hồn mất vía thế ạ? Nhớ giận à? Mắc gì mà phải sợ chứ? Có lý do gì mà phải sợ anh ta? Đúng không? Anh thiệt là buồn cười. Có gì mà phải sợ anh ta đâu chứ? Có gì mà sợ? Vào đi. Loạt tập 9 năm ngoái đã xuất bản đấy ạ. Để đó đi. Cảm ơn. Dạ không có gì ạ. À nè. Dạ. Nói cô trợ lý sáng nay gửi cho tôi bằng báo cáo ngay lập tức nha. Dạ em thấy chị An Chi đang làm đó. Em sẽ kêu chị ấy gửi cho anh liền. Ok. Bao giờ Nam Phong rảnh mình có chuyện này muốn nói với Phong. Ok. Vậy lát nữa họp xong mình nhắn tin cho chị nha. Đây không phải là việc khó xử lý, nhất là với những người nhiều kinh nghiệm như chị. Chị xin lỗi, thật sự là việc này quá bất ngờ cho nên tôi là tôi không chị... muốn nghe thêm lý do nào nữa. Tôi có thể hiểu, mà còn khách hàng thì sao? Chị không thể nào đi giải thích với từng người những lý do này được. Chị xin lỗi. Hiện tại khách hàng đang rất bực mình và đòi hủy phòng hàng loạt. Nếu mà chuyện này xảy ra thêm một lần nữa ấy, thì chị chuẩn bị tinh thần xin nghỉ việc là vừa. Sau giờ làm mình đi ăn tối nha. Chị muốn ăn ở đâu thì nhắn tin địa chỉ cho mình. Miss you. Sao chị còn đứng đấy nữa? Đi làm việc đi. Dạ, chào sếp. Có nhà hàng gà phô mai mới mở ngay quận 1. Để mình tìm địa chỉ gửi cho Phong. Hẹn 7 giờ ở đó nha. Metro gì đó, chứ làm sao đi trời. Còn mấy tên nhãn hiệu rồi nhà thiết kế nổi tiếng nữa. Biết cái gì đâu mà làm đây. Làm sao? À, chị ơi, cho tôi hỏi cái. Giang ơi. Dạ. Qua đây chị nhờ tí. Em ơi, dạ. Làm giùm chị mấy cái này nha. Dạ ok chị. Chị, cho tôi sao? Hỏi cái này một cái đi. Hồi nãy á, chị Hà Độ có nói Metro gì đó. Chứ sao vậy? Khoan đợi chị xíu. Nè em, lát hồi nhớ lấy thêm mấy cái layout suýt tay nha. Dạ ok. Nhanh lên. Chị, cái từ đó viết sao vậy? Trời, chị đang gấp quá nè, xin lỗi nha. Anh Tôn. Cho em hỏi anh xíu được không? Em có... Không, tôi đang rất là đau nhức não bộ. Khỏi hỏi, có hỏi con không có trả lời đâu. Oh yeah. Anh ơi, anh giúp giùm em đi, anh giúp giùm em đi. Chị. May quá,
Em mang đi photo giùm chị 20 bản, đóng gáy mì cứng. Mang xuống phòng duyệt nội dung giùm chị nha. Chị ơi, cho em có chút chuyện hỏi chị á. Hồi nãy chị có... Hello. Chị đang đi xuống đây. Cái gì bắt đầu họp rồi hả? Rồi rồi, chị xuống liền. Chị, okay, chị. Chị. Anh. Cô ăn không? Bỏ đi. Nè cô trợ lý. Dạ. Tôi hỏi thiệt nha, cô từ hành tinh nào xuống vậy? Hả? Hay là cô vào được công ty này là nhờ người chống lưng? Làm gì có. Tôi nộp hồ sơ đàng hoàng như mọi người mà. Tôi được tuyển vô đây là do năng lực của mình á. Cô mà cũng có năng lực à? Chứ tôi có quen biết với ai công ty này đâu. Vậy thì tôi nghĩ là bộ phận tuyển dụng của công ty này có vấn đề về não bộ đó, mới tuyển một người vô năng lực như cô. Hơn nữa, cô còn đang làm ở trong phòng biên tập của Hermos. Vậy mà thậm chí những thuật ngữ cơ bản và tên của nhà thiết kế cô còn viết sai. Thật ra thì tôi mới được thuyên chuyển từ phòng mạch chính tổng hợp qua phòng biên tập mới mấy ngày à. Mà tôi không được đào tạo chuyên ngành, nhưng mấy cái từ chuyên môn này tôi không biết. Vậy là tôi phải để thời gian cho cô học việc à? Không, không có, không có. Tại vì công việc của phòng hành chính với lại phòng biên tập khác nhau, mà mọi người ở đây bận rộn quá nên chưa có ai có thời gian chỉ tôi. Đây không phải là chỗ để cô đi làm rồi nhận lương và chờ đợi ai đó chỉ việc cho cô đâu nha. Tôi nhắc lại, tôi chỉ làm việc với những người có năng lực. Còn cô, hoặc là phải từ động não gấp trăm gấp ngàn lần người bình thường khác, hoặc tôi sẽ sa thải cô. Còn đây, đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Lập tức gửi cho tôi một bản báo cáo đúng nghĩa, thay vì một đống giấy lộn xộn vô giá trị. Nhưng mà tôi không muốn lấy đi cơ hội cuối cùng của cô đâu. Đi làm việc đi. Tôi chỉ xin anh cho tôi nói thêm một điều. Tôi không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa nữa. Ra ngoài. Không biết là người ở đâu chui ra nữa. Cô ta là ai? Cô ta làm việc gì trong team này? Cổ phụ trách dịch thuật về Hiếu Đính. Chỉ thử việc trong vòng 3 tháng thôi. Cô không có miệng hay sao mà để người khác nói giùm cho vậy? Cô vừa bị câm mà còn bị điếc nữa à? Tôi tưởng cô chỉ có vấn đề về thính giác thôi, ai ngờ thị giác cũng có vấn đề đó. Cái tên Võ An Chi này hoàn toàn không phù hợp với cô. Cô không xứng đáng có được cái tên này. Hoàn toàn không. Con nứa gì mà bạn đâu ngủ đó, dậy đi nhanh lên, dậy lên phòng ngủ đi.